Xưởng Tượng Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác một tác phẩm rất là đẹp các bác nha. Một tác phẩm Di Lặc nhất tiểu kéo bao tiền và tựa lá sen các bác nhé. Chất liệu gỗ hương siêu đẹp luôn các bác ạ. Bức này có kích thước cao 51, ngang 56 và sâu 24 các bác nha. Đục siêu đẹp, siêu nét các bác nhé. Hàng gỗ hương ta rất là đẹp. Phần lá sen rất là hài hòa các bác nhé. Có cả một phần rác và phần phôi gỗ rất là hài hòa với nhau. Vân thì khỏi chê các bác nha. Di Lặc kéo bao đứng trên đống tiền các bác nhé. Thu hút tài lộc, đem lại tiền tài cho gia đình nhà mình các bác nha. Nở một nụ cười rất là hoan hỉ các bác nhé. Một tay nâng thỏi vàng, một tay thì kéo bao tiền. Lúc nào trong gia đình nhà mình cũng đầy tiền tài các bác nha. Đem lại may mắn rất là nhiều. Các bác ngắm kỹ tác phẩm này nha. Tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em các bác nhé. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Xem xong video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em các bác nha. Sau đây là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác ngắm qua. Cảm ơn các bác rất nhiều.